Là tí hamburger là cái gì? Hamburger là cái bánh á. À. Cái bánh người ta trong phim á chứ ngoài đời nó sáo đó. Bánh mì. Nó có cái gì tí? Bánh mì có bánh, salad gì không? Nó chỉ có rồi. Salad nè, bánh bột tấy, bánh hamburger là nó có một cái lớp bánh mì, sau đó tới salad, sau đó tới kem, sau đó tới ức tương, sau đó tới cái bột bánh tấy. Sau đó tới salad, sau đó tới một cái bánh mì. Rồi, đâu nó là đâu mà gần sao đâu, để bảo coi. Đó. Rồi, rau xanh đâu? Tương ớt đâu? Bò với tết rồi rau xong. Xanh luôn. Chấm muối. Chấm muối. Lao đi dọn đi, phủi đi ăn lại nữa. Rảnh quá. Tí nè. Bữa rồi chấm muối. Em muối này.